Thật ra Lucas xin chào các bạn. Lucas hay nhận được câu hỏi về độ chảy mòn của các sản phẩm đồ da, thậm chí có khách hàng còn so sánh độ mòn, độ chảy của da thật với các sản phẩm giả da và e ngại rằng là da thật không tốt. Vậy thì độ chảy mòn của da thật có phải là yếu tố để mà chúng ta quyết định chất lượng của sản phẩm đồ da thật hay không? Trong video này thì tự ra Lucas sẽ giải đáp cho các bạn về câu hỏi này cũng như là sẽ so sánh độ chảy mòn của các loại da khác nhau. Để các bạn hiểu rõ và trực quan hơn, hôm nay Lucas chuẩn bị các loại da đang được sử dụng phổ biến tại Lucas như là da nguyên cật nhưng mà bề mặt là dòng mây tự nhiên. Thứ hai là cũng là da nguyên cật nhưng bề mặt là dòng napa có phân phủ nhẹ. Thứ ba cũng là da nguyên cật, thế nhưng mà da này đanh hơn một chút. Thứ tư là dòng da corrected grain, tức là da hạt điều chỉnh. Ngoài ra thì Lucas cũng chuẩn bị thêm một dòng Saffiano, đây là một trong những loại da vô cùng phổ biến trên thị trường. Và sắp tới Lucas cũng có thể sẽ sử dụng dòng da này để chúng ta sẽ thử trải nghiệm một số sản phẩm. Đồng thời Lucas cũng chuẩn bị hai loại nguyên liệu rất là phổ biến để may túi ví trên thị trường, đó là dòng microfiber và phổ biến hơn là dòng bonded leather này. Trong video này Lucas sẽ thử test độ chảy mòn của từng loại chất liệu để chúng ta cùng đánh giá xem độ chảy mòn của da thật và giả da nó sẽ khác nhau như thế nào nhé. Đầu tiên mình sẽ test độ chảy của hai chất liệu da là microfiber và bonded leather. Lucas thì hiện không sử dụng chất liệu này trong sản phẩm của mình, mặc dù dòng da này thì có khá là nhiều ưu điểm như là nó chi phí thấp hơn, nhẹ hơn, mẫu mã thì đa dạng và rất là sẵn có. Microfiber hay được gọi là da tổng hợp hay là da nhân tạo, còn bonded leather có nhiều nơi gọi là da thật 100%, nhưng mà đây không phải là dòng da tự nhiên. Để mà dễ tưởng tượng thì chúng ta hãy so sánh bonded leather tương tự như gỗ ép vậy. Nó được tạo từ các cái bột da cùng với các phụ da để tạo thành các cái tấm da như thế này. Và sau đó thì nhà sản xuất họ sẽ phủ thêm lớp polymer và tạo hình vân da lên trên nó. Ngày nay với trình độ tạo hình bề mặt của các nhà sản xuất vô cùng xuất sắc, nên nếu mà chúng ta chỉ nhìn bề mặt mà không nhìn cái mặt cắt da này thì rất là khó phân biệt đâu là da thật, đâu là da bột. Để test độ chảy xước, Lucas sẽ dùng một chiếc chìa khóa bằng sắt rất là sắc và cào với một lực tương tự cho các loại chất liệu khác nhau. Mình sẽ bắt đầu với da tổng hợp microfiber, các bạn xem nhé. Đây là vết xước của microfiber sau khi Lucas cào với một chìa khóa rất là sắc bằng một lực khá là mạnh tay. Các bạn sẽ thấy là trên bề mặt xuất hiện vết chảy nhưng mà không hề đáng kể, phải nhìn khá là kỹ mới thấy. Nếu dùng móng tay thì sao? Móng tay sẽ là một cái lực mà khá là thông thường và tương tự như việc mà chúng ta hay va chạm với cả các cái yếu tố bên ngoài. Đây là vết xước khi mà Lucas cào bằng móng tay, thì nó cũng có vết cào xước, tuy nhiên thì nó không hề bị cầy bị mặt. Tiếp theo, Lucas sẽ thực hiện hành động tương tự cho chất liệu bonded leather. Thì các bạn có thể thấy rằng là cái vết này nó sẽ gần như tương tự như cái vết của microfiber bằng móng tay ạ. Khi mà cào bằng móng tay thì trên bề mặt cũng có xuất hiện vết cào nhưng hầu như không đáng kể. Sau đây Lucas sẽ thực hiện hành động tương tự với cả da Saffiano. Saffiano vô cùng phổ biến ở trên thị trường ngày nay, và đây là dòng top grain, tức là lớp da cật đã bị phớt đi, còn cái lớp thứ hai và được phủ một lớp polymer để tạo hình. Nếu mà nhìn thật kỹ, các chị sẽ thấy một cái lớp viền màu ở đây. Đây chính là cái lớp polymer để tạo màu sắc cũng như tạo vân cho bề mặt của cái da Saffiano này. Vẫn là cái chiếc chìa khóa đó ạ. Bề mặt vô cùng bền, chống xước rất tốt. Một cái chìa khóa sắc này mà không hề suy chuyển mấy. Với móng tay, nó sẽ xuất hiện những cái vệt mờ, tức là nó mất đi một chút lớp bóng nhưng mà bề mặt gần như không bị suy chuyển. Lucas đã thử test độ chảy mòn của các dòng da mà có độ phủ bảo vệ rất là tốt mà các chị hay gặp trên thị trường, đó là Saffiano, bonded leather và microfiber. Sau đây thì Lucas sẽ thử test độ chảy với các dòng da thật, dòng tự nhiên mà Lucas hay sử dụng. Đây là các chất liệu da tự nhiên mà Lucas hay sử dụng. Những chất da này có độ cảm vô cùng êm ái, rất là thích tay, tuy nhiên nó cũng có nhược điểm của nó. Các chị thử xem độ chảy mòn của dòng da này nhé. Vẫn là chiếc chìa khóa này, Lucas sẽ test với dòng Natural Milk, da milk tự nhiên. Khi dùng bằng chìa khóa thì các chị thấy rằng là các cái độ cầy của da có độ sâu và bề mặt đã bị cầy lên, không chỉ riêng xước đã bị cầy lên. Dùng móng tay ạ. Dùng móng tay, chúng ta đã thấy là nó cái lớp màu nó bị bay mất và nó lộ ra lớp cật, lớp thịt ở bên trong.
đây là dòng như tự nhiên. Tiếp theo đến dòng semi, đây là dòng gần như tự nhiên, lớp phủ bảo vệ còn mỏng hơn một chút nữa. Thì chỉ những cái vết cào đầu tiên thôi, các chị sẽ thấy là cái bề mặt nó đã bị cầy lên, cái lớp màu đã bị bay mất, nó sẽ ra lớp thịt. Với vài va đường móng tay, chúng ta thấy là miếng da này cũng đã bị cháy hơn. Đây là dòng semi, lớp phủ rất là ít. Tiếp theo cũng là dòng semi, nhưng lớp phủ nó dày hơn một chút xíu và nó có độ đanh nhất định. Độ cháy của cái miếng da này nó sẽ ít hơn một chút so với dòng da mềm hơn như này. Còn với móng tay ạ, cái lớp phủ màu, cái lớp màu nâu ở trên bề mặt đã bị mòn và nó sẽ lộ ra cái lớp cật bên trong màu nâu như này. Đây là dòng da Corrected Grain, đây là dòng da vô cùng phổ biến tại Legas. Các chị có thể gặp Legas may dòng Corrected Grain này, màu sắc này ở túi Sam hay là túi Lady. Vẫn là chiếc chìa khóa này. Chỉ cần vài đường cơ bản thôi thì cái vệt màu ở trên này nó đã bị mòn. Với móng tay ạ. Và đây ạ, các bạn có thể nhìn rõ hơn vết xước khi mà Legas cào bằng chìa khóa và vết xước khi cào móng tay. Để so sánh thì Legas sẽ quay trở lại cái miếng bonded leather vừa nãy. Thì các chị thấy thấy rằng là cái vết xước này nó không mất bị cầy phần cốt ra, mà cái này đã bị lỗ cốt ra rồi. Đến đây chúng ta cùng nhìn lại các vết chảy mòn của các sản phẩm da tự nhiên và dòng da nhân tạo hơn khi mà tác động với cùng một lực như nhau. Thật ra Legas tin rằng các bạn đã có sự so sánh về độ chảy mòn của các loại da khác nhau và cũng đã có kết luận cho riêng mình về câu hỏi Legas đặt ra ngay từ đầu video. Ngoài ra, nếu các bạn thắc mắc trên cùng một chiếc túi xách nhưng có vị trí lại mòn nhiều hơn, có vị trí lại không có dấu hiệu mòn, thật ra Legas cũng sẽ giải đáp câu hỏi này bằng thử nghiệm tiếp theo. Đây là một miếng da và Legas sẽ thử test độ chảy ở những vị trí khác nhau trên góc cái túi xách bằng các thử nghiệm sau đây. Trên bề mặt da là những cái bề mặt của túi với một lực cào như này thì các chị sẽ thấy là có xuất hiện các vết chảy. Bây giờ Legas sẽ test một miếng da gấp đôi. Ở khu vực này các chị sẽ gặp ở phần mép túi và góc túi cua, cái phần quai xách tay. Khi đó những cái phần da này được căng hơn, bề mặt nó sẽ giãn hơn và cái lớp sơn này nó sẽ có kết cấu lỏng lẻo hơn và dễ bị chảy hơn cùng một lực tương tự. Các chị sẽ thấy cái vết chảy này nó sẽ rõ hơn các vết chảy trên bề mặt phẳng. Đây các sẽ đánh dấu để các bạn dễ hình dung. Thế còn những cái nếp gấp 4 lần nằm ở các góc túi như Sam hay là Jay hay là Fit hay là Soso thì sao? Nó sẽ có mô phỏng như thế này. Thì cùng một vết cào như này thì các chị sẽ thấy là nó sẽ chảy mòn rõ hơn, nó sâu hơn. Khi mà cào trên bề mặt phẳng, đây là vết xước khi cào trên bề mặt gấp 2 và đây là vết xước sâu hơn, rõ hơn khi bị cào trên bề mặt gấp 4. Nếu bài test này khiến các bạn phân vân về da thật sẽ bị mòn và tạo ra những vết xấu xí trên bề mặt túi xách thì các bạn hoàn toàn yên tâm, vì những vết này nó chỉ xuất hiện ở khu vực bị đón lực và tại khu vực đó mà không lan rộng. Những hạng mục này Legas bảo hành miễn phí nên các chị có thể liên hệ với Legas để được hỗ trợ bảo hành miễn phí. Vậy kết luận của thợ da Legas là mức độ chảy mòn của các loại da không phải là yếu tố tiên quyết để đánh giá chất lượng các loại da thật. Ý kiến của các bạn thế nào? Hãy cho Legas biết nhé. Trong video sắp tới, Legas sẽ chỉ cho các bạn các bí quyết để chúng ta phân biệt các loại da thật khác nhau trên thị trường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Legas. Thợ da Legas tạm biệt các bạn.